Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng bet dưới 50k mà chơi bao chiêu luôn Đây là Isobot, không phải dán đâu nha Tiếng Việt có thể gọi là bọ gỗ hoặc là mọt ẩm Dòng này là Sevilla nè, là một dòng khá lớn Mà hình như là nó là một trong những dòng lớn nhất luôn đó các bạn Mình mới lấy về khá là nhiều, nếu các bạn thích á, thì nhắn cho mình nha Nhưng mà bây giờ phải đi setup cái đã, chứ cứ để như vậy thì không ổn đâu mình đã lót trước một lớp đất của mình rồi giờ thì tới một lớp đất cũ của bọn nó cái này là chủ cũ cho mình nè mục đích là để cho bọn nó mau quen với môi trường mới để còn đẻ cho mình nữa chứ đất xong rồi giờ thì tới công đoạn xếp chỗ chú ẩn bởi vì xe villa là một dòng khá to á cho nên mình sẽ xếp nhiều lớp gỗ như trên xếp hình luôn các bạn thì làm nhiều lần thì thực sự là vẫn chưa ưng lắm nhưng mà mình đã hết miếng gỗ rồi tạm thời để như vậy đi mình sẽ bổ sung thêm sau ok rồi thì cho bọn nhỏ vô thôi bây giờ mình sẽ đợi cho bọn nó ra khỏi cái cục dớn này rồi mình sẽ chuyển cục dớn qua khu ẩm thì thấy hơi lâu cho nên là mình xịt nước vô cho nó nhanh ok nè các bạn nhìn khá là chiêu đó